Chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thị trường bánh mứt kẹo cũng đã bắt đầu sôi động. Năm nay, các sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu với đa dạng mẫu mã đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Là một đơn vị chuyên phân phối các loại bánh kẹo nhập khẩu từ Nga với nhiều năm kinh nghiệm, chuỗi hệ thống thực phẩm Nga Linka hiện đang cung cấp ra thị trường rất nhiều set quà Tết với đa dạng chủng loại và giá cả cho người tiêu dùng lựa chọn. Trong dịp Tết Nguyên đán này, lẵng quà Tết là không thể thiếu trong những tất cả các gia đình người Việt. Bởi vậy tôi đã lồng tất cả bánh kẹo chất lượng cao vào trong cái lẵng để những cuối năm khách hàng đi biếu, đi cúng lễ hoặc là đi tặng cũng để cho cái món quà nó trở lên được, nó sẽ sang trọng hơn và nó sẽ có ý nghĩa và nó không thể thiếu được trong tất cả những các cái gia đình của người Việt. Không chỉ mang hương vị Nga vào các set quà Tết, Linka còn kết hợp bản sắc Việt Nam qua các sản phẩm như chè, cà phê đặc trưng của Việt Nam vào trong set quà. Ngoài ra, để tô điểm cho các set quà thêm rực rỡ, bắt mắt và độc đáo, Linka còn đặc biệt trang trí những chiếc nơ handmade. Với phương châm luôn đặt cái tâm vào từng sản phẩm và tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ nhập khẩu cho đến đóng gói, các set quà Tết của Linka Shop luôn có những nét đặc trưng rất riêng và chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới đây.